Sau sự cố gây chấn động đêm chung kết Miss Grand International 2024, CEO Nawaz Issaquerisil chính thức lên tiếng về khả năng bãi nhiệm Á hậu 2 Myanmar Tesunian. Đây là diễn biến mới nhất sau vụ việc giám đốc quốc gia Myanmar gỡ vương miện của người đẹp ngay trên sân khấu. Thông qua clip được đăng tải trên tài khoản TikTok, ông Nawaz, CEO của tổ chức Miss Grand International cho biết sẽ có thông báo chính thức về việc bãi nhiệm người đẹp hay không. Theo đánh giá của ông, thí sinh Myanmar có nhiều điểm tích cực như sự nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng và thông minh vượt tuổi. Tuy nhiên, người đẹp vẫn còn thiếu sự trưởng thành thể hiện qua việc không kiểm soát được cảm xúc và phản ứng thiếu chuyên nghiệp sau khi nhận giải. Cụ thể, cô không tham gia phỏng vấn với báo chí và rời khỏi sự kiện một cách đột ngột. Ông cũng bày tỏ sự thận trọng khi phát ngôn về vấn đề này trên TikTok do lo ngại tài khoản có thể bị khóa như đã từng xảy ra với một số tài khoản khác khi đề cập đến các cuộc thi sắc đẹp. Trước đó, tối 25 tháng 10, ngay sau khi được xướng tên ở vị trí Á hậu 2, Tesunian đã bị giám đốc quốc gia Myanmar gỡ vương miện trong lúc trả lời phỏng vấn báo chí. Ngay sau đó, ekip đã nhanh chóng đưa người đẹp rời khỏi khán phòng trong tình trạng khóc nức nở. Đoạn video ghi lại sự việc đã lan truyền trên mạng xã hội. CEO Nawaz đã nắm được thông tin về vụ việc và sẽ xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Động thái của ông được đưa ra sau khi giám đốc quốc gia Myanmar đăng tải dòng trạng thái gây tranh cãi trên trang cá nhân, tuyên bố nghỉ chơi với cuộc thi Miss Grand International. Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar còn tố ông Nawaz đã đề nghị mình đưa 25.000 đô để mua giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Sau đó giám đốc quốc gia phải đi vay mượn bạn bè để có số tiền như ông Nawaz yêu cầu. Cuối cùng chiến thắng lại thuộc về Miss Grand Indonesia. Hiện tại, mọi động thái của giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar trên trang cá nhân có 463.000 người theo dõi đều đang nhận được sự quan tâm. Mỗi bài đăng của ông Son Min-thun đều đang nhận được lượt tương tác khủng. Vào sáng 26 tháng 10, ông Son Min-thun có động thái khó hiểu. Trên mạng xã hội Reddit, giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar viết: "Tôi bình tĩnh rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ký hợp đồng chứ?" Dòng chia sẻ được cho là ẩn ý việc tiếp tục gia hạn bản quyền cử đại diện Myanmar đến Miss Grand International. Cú quay xe của giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar khiến cộng đồng fan sắc đẹp không ngờ tới. Thậm chí, hành động trước sau bất nhất của người này còn bị cộng đồng mạng châm biếm là không xứng tầm với vị trí giám đốc quốc gia và vấp phải những tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng việc làm của ông Son Min-thun không đẹp đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của cuộc thi. Tesunian được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật nhất khu vực Đông Nam Á tại cuộc thi năm nay. Trước chung kết, cô được nhiều chuyên gia sắc đẹp dự đoán có thể tiến xa hơn, thậm chí là ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu. Với chiều cao 1m75 cùng ngoại hình xinh đẹp như búp bê, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, người đẹp 17 tuổi đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng như Top 3 Miss Bubble Awards, Top 2 Country Power of the Year và nhiều giải phụ khác trong đêm chung kết. Đây không phải lần đầu tiên Miss Grand International vướng vào tranh cãi. Được xếp vào nhóm 6 cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn nhất hiện nay, cuộc thi thường xuyên gây ồn ào về khâu tổ chức và kết quả chung cuộc. Theo đó, đêm chung kết diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, người đẹp Rachel Gupta của Ấn Độ giành vương miện cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho người đẹp Christine Julian Obiaza của Philippines, Á hậu 2 thuộc về Tesunian của Myanmar. Hai Á hậu còn lại lần lượt gọi tên Chavito Cabanjel của Pháp và Talita Hartman của Brazil.